Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác. Và hôm nay thì em mới về được mấy bộ. Mấy bộ mang thương hiệu là H Audio các bác nhé. Cái này thì nó làm rất là đẹp, tại vì nó thêm điểm nhấn là vàng đen các bác nhé. Và dòng này nó có tai liền hết, tai liền bắt thủ máy rất là đẹp luôn. Và tay của nó là tay CNC 7 màu. Em về được có 4 bộ rồi. Tầm này hàng nó cũng rất là khan hiếm rồi. Và về rất là khó, gần Tết mà. Các bác nào mà nhanh tay thì hãy mua ngay từ bây giờ coi nhé. Để càng về sau thì hàng nó càng lên và hàng nó khó về. Và được 4 bộ rất là đẹp luôn. Mặt mũi đây. Cái dòng này thì có đợt trước này em cũng về rồi nhé. Em về được mấy ít. Nhưng mà thỉnh thoảng mới về được dòng H Audio này. Dòng này một cái thương hiệu rất là nổi tiếng từ những con vang ở đi. Vang này, vang đẩy đều có hết coi nhé. Và mic thì các bác sẽ ít gặp hơn. Nhưng mà vang đẩy thì các bác sẽ gặp nhiều hơn. Đấy, toàn bộ ở ngoài này là nó mạ vàng. Đấy, và các phím chức năng. Đấy, phím chức năng thì nó làm cũng rất là đẹp, hình zig zag. Tổng thể thì nhìn khá đẹp. Tay của nó thì dòng này là tay 7 màu chống xước. Đây, tay 7 màu chống xước, dọ cũng là dọ 7 màu luôn. Đây, rất là đẹp để cho các bác dùng gia đình thì các bác cầm lên bộ mic là nó rất là sang. Rất là sang. Đây. Và đây để em sẽ cho các bác xem cái nội thất của cái con này. Đây. Nội thất của nó thì rất đẹp, đẹp như mới. Tuyệt luôn đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, hai hộp sóng đầy cao. Và những cái dòng 780 này chất âm cũng rất là hay, nó không thua kém 790 các bạn nhé. Đấy. Cái dòng này thì nó, các bạn nhìn thấy ở bên cạnh này nó có thêm một cái hộp. Đấy. Hộp này nếu em cũng chưa rõ đâu, tại vì rất hiếm những cái con mic mà nó có thêm hộp này. Hộp này nó dạng như là hộp để nạp phần mềm của ở bên Trung Quốc thôi. Đấy, chứ mình không nạp được. Đấy. Vì đằng sau nó có cổng kết nối cắm. Đây, nó có ghi cổng kết nối luôn. Đấy các bác nhá. Cổng kết nối R232. Cái này thì bên mình chắc không sử dụng đến được. Thì chỉ ở bên Trung Quốc họ nạp phần mềm thôi. Đấy, phần mềm cho IC mặt chẳng hạn đấy. Riêng cái dòng này nó có như thế, còn những cái dòng khác thì chưa một dòng nào có các bạn. Cũng rất là lạ. Các bác có thể vào trang chủ và tìm hiểu thêm. Và đằng sau của nó thì vẫn đủ các phím chức năng để cho các bác sử dụng. Vẫn đủ hết các phím chức năng từ cao lông 6 ly cho các bác sử dụng rất là tiện khi mà dùng đi sự kiện hoặc là làm loa kéo này rất là tuyệt vời luôn. Tai bắt sẵn luôn, không phải lắp thêm con nhá. Và đây cái em đã tháo sẵn cho bác một chiếc tay. Đấy, tay sử dụng côn chuẩn luôn, côn chuẩn của Bayer. Và những cái dòng côn này cái cho chất âm của nó cực kỳ hay con nhá. Đấy, tiếng dày đều dài, không bị rít mic đâu, tiếng rất là hay luôn. Đây để em sẽ tháo tiếp cái trong ruột này để cho các bác có thể chiêm ngưỡng ạ. Nguyên bản nhá coi nhá. Đây là bên họ, bên Trung Quốc là họ đánh số phòng nhá. Đây có thấy không, bên đây nó đánh số phòng này. Nguyên si bọn em không bóc ra làm gì cả, tại vì nó ở bên trong nhá, nó cũng không phải là xấu gì cả, nó ở bên trong thôi. Đấy, nguyên bản đẹp từ A đến Z. Nãy pin này biết thì vẫn còn đầy đủ luôn cho các bác luôn. Chân pin thì vẫn còn rất là đẹp nhá. Đấy con thấy không, chân pin thì rất là đẹp. Và em bật có một bộ đây, một chiếc tay em đã bật sẵn để em sẽ test cho các bác nhé. Test cho các bác cái chất âm của con này. Toàn bộ hàng về là bọn em đã lắp chống lăn mới nhá.
và những cái chống lăn cũ của nó ấy, hầu như là nó sẽ bẩn và rách. Và những cái dòng chống lăn đấy thì bọn em không tặng cho các bác đâu. Đấy, nó rất là xấu. Bây giờ bọn em lắp những cái chống lăn mới này cho các bác. Đấy, thì nhìn nó rất là lịch sự. Và những cái cặp chống lăn này cũng rất là đắt tiền, không phải rẻ các bác, không phải là các loại 20.000 rồi các loại chống lăn cũ như ngày xưa đâu. Toàn bộ là chống lăn VIP. Những bộ này chống lăn này có mua phải 100.000 một bộ đấy. Chống lăn này nhìn nó rất là dày dặn, để có thấy không? Rất là dày dặn và đẹp. Nó làm rất là đẹp luôn. Rồi, để em sẽ thử luôn cái tiếng mic để cho các bác nhá. Đây, thì trước khi thử tiếng mic thì em sẽ tắt cái nhạc này đi. Đây, thử cho các bác thử cái tiếng mic đã. Còn các bác nào mà muốn trải nghiệm thực tế thì các bác có thể đặt hàng bên em. Đấy. Không hay không lấy tiền các bác. Đấy, tiếng rất là hay luôn. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Các bác thấy không? Tiếng mic giải của nó rất là đều và dày. Các bác dùng gia đình tuyệt vời luôn. Sóng sánh rất là ổn định luôn. Và bên em đang chào bán một bộ mic này. Một bộ mic này là 2.100.000 các bác nhá. Tay thì rất là đẹp, tay 7 màu nhá, tay da cá 7 màu luôn. Rất là đẹp luôn. Các bác nào mà chưa được sở hữu những bộ mic chất lượng thì các bác có thể liên hệ cho kênh bên em. Kênh Quang Khải Audio có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0987 971020. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.